Hàng ngày, mỗi bệnh viện lớn tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân. Mỗi tháng hàng chục nghìn hồ sơ giám định bảo hiểm y tế được chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Công đoạn nhập liệu được thực hiện bằng tay, sao chép theo cách truyền thống đã làm việc quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế gặp khó khăn. Hơn nữa, cách làm thủ công này không thể tránh khỏi những sai sót. Thực hiện theo thỏa thuận hợp tác về việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, Việt Ten đã phối hợp cùng Bộ Y tế xây dựng và phát triển các giải pháp cho ngành y tế như hệ thống quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, hệ thống y tế cơ sở. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, Viettel đã nhanh chóng bắt tay vào công tác khảo sát, đánh giá cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế. Sau đó, đồng loạt tổ chức triển khai hạ tầng, trang thiết bị đến 425 cơ sở y tế tuyến xã, phường và các phòng khám đa khoa trên địa bàn huyện tại các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Hải Dương, Yên Bái, Lào Cai và 100% cơ sở khám chữa bệnh tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Tuy hệ thống đi vào sử dụng chưa lâu nhưng đã bước đầu mang lại những lợi ích thiết thực cho các cơ sở y tế trong công tác quản lý, hỗ trợ, theo dõi. Trong suốt quá trình triển khai, Viettel liên tục tổ chức đào tạo, tập huấn hệ thống trực tiếp tới toàn bộ nhân viên các trạm y tế, cơ sở y tế. Bên cạnh đó, Viettel thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống tận trạm y tế xã để đi sâu hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ và trao đổi những khó khăn để từ đó cải thiện hệ thống quy chuẩn hơn. Trong quá trình làm thì đội ngũ của Viettel rất là nhiệt tình đấy. Các bạn trẻ này, độ nhanh nhạy rồi là có tâm huyết, các em chỉ dẫn rất là tận tình cả ngày và đêm và đến khi ra hoàn thành một cái báo cáo trong một tháng. Có hệ thống của phần mềm Viettel rồi thì nó hiển thị trên máy thì là phân phòng này bao nhiêu và đã khám được bao nhiêu, còn bao nhiêu bệnh nhân chờ thì bọn chị có thể là biết được và điều chỉnh được cái lượng bệnh nhân không phải chờ quá đông cho một phòng như trước kia. Nó thuận lợi cho báo cáo này, thuận lợi tiếp nhận cho bệnh nhân này, thuận lợi cho tất cả các cái lĩnh vực mà liên quan đến thì đều là khi mình cần đến thì tìm được ở trên máy rất là dễ dàng. Bên cạnh những lợi ích phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, hệ thống y tế cơ sở của Viettel còn hỗ trợ rất nhiều cho cán bộ y tế trong việc theo dõi và quản lý thuốc cho bệnh nhân. Hỗ trợ là ví dụ như một bệnh nhân này mà người ta dùng thuốc tiểu đường hạn chưa hết tháng, người ta đến xin thuốc tiểu đường tiếp. Thì chúng tôi bấm vào lịch sử ấy, chúng tôi sẽ quản lý được là bệnh nhân chưa còn thuốc, là hạn còn thuốc là chúng tôi là không cấp thuốc đấy trùng. Dự án triển khai thí điểm hệ thống y tế cơ sở đã thu được những kết quả bước đầu. Tính từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến ngày 14 tháng 1 năm 2016, tổng số hồ sơ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế quản lý hệ thống là 195.591 hồ sơ. Trong đó, các cơ sở y tế Quảng Ninh 73.400 hồ sơ, Hà Tĩnh 17.033 hồ sơ, Khánh Hòa 40.080 hồ sơ, Hải Dương 60.147 hồ sơ, Yên Bái 3.170 hồ sơ, Lào Cai 1.463 hồ sơ. Tổng số hồ sơ khám bệnh không bảo hiểm y tế hay khám miễn phí, dịch vụ trên hệ thống là 6.027 hồ sơ, trong đó tại các cơ sở y tế của các tỉnh bao gồm Quảng Ninh 3.744 hồ sơ, Hà Tĩnh 110 hồ sơ, Khánh Hòa 1.783 hồ sơ, Hải Dương 181 hồ sơ, Yên Bái 59 hồ sơ, Lào Cai 112 hồ sơ. 100% cơ sở khám chữa bệnh có nhân sự Viettel trực tiếp hướng dẫn. Trong thời gian triển khai, Viettel tổ chức 54 buổi đào tạo trực tiếp cho 900 cán bộ của cơ sở y tế tại các tỉnh nắm rõ và sử dụng thành thạo hệ thống. Tại Bắc Ninh, Viettel đã tổ chức 4 buổi tập huấn tập trung về phân hệ quản lý tiêm chủng quốc gia cho 146 đơn vị. Thực hiện triển khai phân hệ quản lý tiêm chủng quốc gia tại 135 cơ sở đạt 92,4% so với kế hoạch. Cụ thể, tại trạm y tế xã phường là 126 điểm, tại trung tâm y tế huyện, thành phố 8 điểm, tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh 1 điểm. Song song đó, hệ thống quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm xã hội triển khai tại Thái Nguyên và Bắc Ninh cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại Thái Nguyên, hoàn thành triển khai hệ thống tại 210 trên 210 cơ sở khám chữa bệnh đạt 100% kế hoạch. Tại Bắc Ninh, hoàn thành triển khai 36 trên 36 cơ sở khám chữa bệnh đạt 100% kế hoạch. 28 cơ sở khám chữa bệnh nhập liệu trực tiếp trên hệ thống C1 của Viettel.
218 cơ sở khám chữa bệnh được tích hợp để liên thông dữ liệu từ các nhà cung cấp phần mềm khác với hệ thống C1. Đảm bảo triển khai hạ tầng phục vụ cơ sở y tế sử dụng hệ thống tại 2 tỉnh, cụ thể, triển khai 20 máy chủ phục vụ kết nối truyền dữ liệu, triển khai 71 đường truyền cáp quang tốc độ cao, trang bị 83 máy tính cấu hình cao và 38 đầu độc thẻ, 38 máy in phục vụ việc sử dụng phần mềm và tăng hiệu quả công việc. 100% cơ sở khám chữa bệnh có nhân sự Viettel trực tiếp hướng dẫn, chuẩn hóa danh mục dùng chung quốc gia, loại bỏ 800 danh mục cũ không còn sử dụng, cụ thể như 27.451 mã thuốc được cấp số đăng ký từ Cục Quản lý Dược, 603 nhóm vật tư y tế từ thông tư 27, 41.174 mã dịch vụ kỹ thuật từ các thông tư, quyết định. Sau thời gian triển khai, 1.761.931 hồ sơ đã được tiếp nhận trên hệ thống, 1.234.812 hồ sơ từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015 đã chuyển sang giám định điện tử. Với gần 7.000 hồ sơ bệnh án thanh toán bảo hiểm y tế mỗi tháng của toàn bộ trạm y tế xã phường và trung tâm y tế sông Công, chị Dương Thu Hoài gần như ngày nào chị cũng phải làm tăng ca khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ, nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót. Nhưng giờ, hệ thống lọc tự động trên phần mềm sẽ cảnh báo những hồ sơ trùng lắp hoặc sai. Chị sẽ không phải đối chiếu chứng từ của từng hồ sơ như trước. Khối lượng công việc của chị đã giảm được 30%. Hệ thống sẽ cảnh báo rằng là thẻ đã hết hạn. Như thế thì bọn tôi sẽ khắc phục được nhanh chóng hơn. Việc giám định theo cái tự động này thì chúng tôi sẽ kiểm tra sát sao được cái việc mà cái dữ liệu có chuẩn hay không. Không đúng theo quy định thì nó sẽ báo lên những cái lỗi để chúng tôi kiểm tra đối chiếu lại để cho xác thực cho đúng theo cái quy định của Bộ Y tế với Bảo hiểm xã hội đưa ra. Cái mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất nhất đó là người bệnh được bị không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, được tính đúng, tính đủ, tính chính xác, được công khai minh bạch về cái giá thu viện phí. Cái vấn đề thứ hai là cơ quan bảo hiểm cũng sẽ hỗ trợ để giúp đỡ cho cái việc quản lý này, tính chính xác cho người bệnh. Và người quản lý ở các đơn vị cũng như của ngành y tế thì sẽ có một cái cơ sở dữ liệu chung để quản lý chung trong toàn tỉnh. Với mục tiêu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đơn giản hóa quá trình quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, chúng tôi tin tưởng các hệ thống này sẽ góp phần tạo nên bước đột phá mới trong công tác quản lý của ngành y tế. Đặc biệt, đây chính là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quốc gia về khám chữa bệnh phục vụ công tác báo cáo thống kê và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo trong tương lai. Thì chúng tôi thấy hiện tại thì rất là thuận lợi, giúp chúng tôi rất là nhiều trong công việc chuyên môn. Công việc nhàn hơn. Một điều chắc chắn là nó sẽ giúp cho cái việc nhầm lẫn hoặc là thất thoát là cái việc đấy là nó sẽ đỡ đi. Theo dõi được bệnh nhân được tốt hơn, không phải dở sổ sách ra mình ra để mình kiểm tra. Nhanh gọn hơn rất là nhiều. Tất cả các thao tác thì rất là dễ dàng. Mình thấy là nó nhanh. Quản lý nó trở nên nó thuận lợi hơn. Chúng tôi nỗ lực cho một tương lai tươi sáng hơn.